Xin chào anh chị, em là Thu Yêu đến từ bộ phận truyền thông của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Rất vui được gặp anh chị qua chương trình chia sẻ mẫu nhà đẹp cùng với công ty cổ phần kiến trúc Kisato ạ. Vâng ạ, và cứ đến hẹn thì lại lên cứ vào 20 giờ tối mỗi ngày thì công ty cổ phần kiến trúc Kisato sẽ chia sẻ lên kênh YouTube của Kisato một mẫu nhà đẹp do Kisato thiết kế. Và chị đừng quên vào kênh YouTube của Kisato ở một nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ mẫu nhà đẹp nào mà Kisato đã chia sẻ lên kênh YouTube của công ty anh chị nhé. Vâng, và hôm nay thì xin phép được chia sẻ với anh chị một mẫu biệt thự hiện đại được Kisato thiết kế cho gia đình nhà anh Nguyễn Thành Trung tại Cẩm Giàng, Hải Dương ạ. Vâng, và bây giờ thì anh chị hãy cùng em vào xem qua cái tổng quát 3D mà Kisato thiết kế cho gia đình của nhà anh Trung ạ. Vâng, và đây là một hình ảnh trực diện đối với công trình của nhà anh Trung. Thì với hình ảnh này anh chị có thể thấy công trình được thiết kế theo phong cách hiện đại và tất cả những cái màu sơn chủ đạo đó là màu trắng, và tất cả những cái trang trí thì đều là màu ghi anh chị nhé, đều là màu ghi. Những cái màu ngói của cái hệ máy lủi của Nhật cũng màu ghi, và tất cả những cái màu trang trí như là cái màu ốp đá, ốp gạch thẻ hay là những cái màu cửa thì đều là màu ghi. Và hai cái màu như là màu trắng kết hợp với màu ghi thì anh chị sẽ không bao giờ sợ nó bị lỗi mốt theo thời gian anh chị nhé. Mà hai cái màu này nó kết hợp với nhau thì nó tạo nên cái sự hiện đại và sang trọng cho công trình ạ. Vâng, và với công trình của nhà anh Trung từ từ sân đến nền được Kisato chúng em bố trí cho anh đó là ba bậc, và xung quanh chân tường thì được ốp đá để tạo nên cái sự hiện đại và sang trọng cho công trình. Và sảnh chính của công trình như anh chị thấy đây, ở tầng 1, tầng 2 đều được thiết kế hai cái hệ cột vuông ở hai bên sảnh. Vâng, và hệ cột vuông này thì chân hệ cột và ở bên trên hệ cột thì đều được ốp đá, và thân hệ cột thì được kẻ chỉ to và được ốp gạch thẻ để tạo nên cái sự hiện đại và sang trọng cho công trình. Vâng, và hai cái hệ cột này ở hai bên để tạo nên cái sự khỏe khoắn và năng động cho công trình đấy anh chị nhé. Vâng, và tiếp theo nữa thì anh chị có thể nhìn thấy tất cả hệ cửa của nhà anh Trung thì đều được làm hệ nhôm sinh pha. Vâng, và để làm sao để đáp ứng đúng với nguyện vọng cho anh đó là từ ngoài vào trong, để làm sao cho cái không khí không công trình nó phải thoáng mát và nó phải trong lành cho gia đình nhà anh, thì Kisato chúng em ở bên ngoài đây thì đã bố trí cho anh rất là nhiều những cái không gian xanh, như là những cái bồn cây ở tầng 1 và tầng 2 đều có những cái không gian xanh cho anh chị. Thì khi mà anh chị bước vào trong cái công trình mà nó có những cái không gian xanh thì anh chị đã rất là thoải mái, và thấy không khí nó rất là trong lành rồi. Và tiếp theo thì vào bên trong công trình thì những cái hệ cửa này thì đều được thiết kế bằng những cái hệ kính. Thì như thế thì anh chị đã phục vụ cho cái sinh hoạt cho gia đình của nhà anh Trung. Thì khi mà anh chị vào trong cái công trình thì anh chị thấy đây những cái hệ cửa sổ và cửa kính đều là thiết kế không gian mở đấy, nó rất là lớn. Thì khi mà anh chị vào cái công trình mà mở những cái cửa ra là thông không khí với nhau, thì như thế thì cái không khí nó rất là thoáng mát, khi anh chị vào cái công trình đấy nó rất là thoải mái cho anh chị rồi. Vâng, và anh chị có thể thấy ở cái sảnh tầng 1 và tầng 2 đấy, nó đều thiết kế rất là giống nhau đấy. Những cái hệ trần thì được ốp gỗ, ốp giả gỗ, và được thiết kế những cái đèn âm trần ở dưới những hệ mái để làm sao mà nó tôn lên cái sự sang trọng hiện đại, nó toát ra bởi cái sảnh của công trình và bởi cái hệ mái lùn của Nhật của công trình anh chị nhé. Vâng, và anh chị có thể thấy ở bên trái công trình đây thì được chúng em dựng lên một cái sảnh phụ, một cái dạng sảnh phụ, và dựng lên bằng hai cái hệ cột này được ốp cái thẻ đấy để tạo nên cái sự khỏe khoắn năng động cho công trình. Và cái sảnh này thì được chúng em dựng lên để phục vụ cho cái sinh hoạt, đó là đựng để dùng cái gara ô tô để đựng cái ô tô cho gia đình của nhà anh Trung nhé. Vâng, và tất cả trần của nhà anh Trung thì đều được sử dụng trần giả gỗ anh chị ạ, đều được sử dụng trần gỗ đấy, và đều được thiết kế những cái đèn âm trần như anh chị thấy, những cái đèn âm trần đấy đã tạo nên cái sự hiện đại và sang trọng cho công trình. Và ở bên phải của công trình như anh chị thấy đây, tất cả những cái hệ cửa sổ đều được làm bằng hệ nhôm sinh pha, và hai bên thì được sử dụng những cái kẻ chỉ to ở trên dưới cũng vậy, và được ốp quẹt thẻ đấy, và tất cả đều được bố trí những cái đèn ngoài trời đấy, những cái vị trí đèn ngoài trời để tạo nên cái sự hiện đại và sang trọng cho công trình anh chị nhé. Vâng, và anh Trung có chia sẻ thế này, thì trước khi mà quyết định sử dụng cái dịch vụ của Kisato thì anh đã tham khảo rất rất là nhiều những cái mẫu nhà mà do Kisato thiết kế. Thì anh rất là thích những cái mẫu nhà nào mà có được cái sảnh ban công, được cái sảnh ban công hay là cái sảnh cà phê được dựng lên cho công trình, thì nó vừa tạo nên cái sự thẩm mỹ cho công trình, cái thứ hai đó là nó tạo cho mình một cái không gian để thư giãn và để thoáng mát cho công trình anh chị nhé. Thì như anh chị thấy đây, ở trên tầng 2 và ở bên trái công trình thì Kisato chúng em đã thay vào
thay vào sử dụng cái hệ mái lùn của Nhật thì chúng em đã dựng lên một cái hệ lam để làm một cái ban công. Đấy thì như anh chị thấy chúng em đã bố trí rất là nhiều những cái không gian xanh ở cái hệ lam này, và ở bên trên này thì được lợp kính để làm sao cho anh tận dụng được tất cả những cái ánh sáng từ thiên nhiên nhé. Thì cái không gian này thì anh chị có thể thư giãn, đánh cờ, uống cà phê hay là để tắm nắng đều được ạ. Vâng, và anh chị có thể thấy thì tất cả những cái lan can, những cái ban công của nhà anh Trung đấy, những cái lan can này đều được làm bằng lan can kính, tất cả đều được thiết kế theo không gian mở để làm sao cho nhìn vào cái công trình nó vừa hiện đại, nó vừa sang trọng, và bước vào công trình nó phải thoáng mát và thoải mái cho cùng cho anh chị nhé. Vâng, và đây là một góc nhìn từ trái sang của công trình. Thì với góc nhìn này anh chị có thể thấy nổi bật lên bằng cái hệ mái lùn của Nhật đấy, những cái hệ mái lùn của Nhật thì mỗi người đều có một phong cách riêng, thì có rất là nhiều gia chủ thích những cái hệ mái Thái chữ A được chồng xếp lên nhau để nó tạo cái sự đồ sộ sang trọng cho công trình. Nhưng với anh Trung thì anh thích những cái hệ mái lùn của Nhật, anh nói là anh thích những cái đơn giản thôi, càng đơn giản thì càng tiết càng tốt, nó không quá là cầu kỳ đấy. Như anh chị thấy tất cả công trình của nhà anh Trung không có một cái chi tiết nào đắp vẽ rườm rà hay là cầu kỳ hết, tất cả đều được kết hợp bởi những cái chi tiết, những cái trang trí rất là đơn giản đây. Nhưng mà tuy nó đơn giản nhưng mà nó kết hợp với nhau để tạo nên cái sự hài hòa và tạo nên cái sự hiện đại và sang trọng cho công trình anh chị nhé. Vâng, và như chị thấy ở hông bên trái của công trình đây, thì ở cái phần tường thì Kisato chúng em đã không để cái phần tường nó bị nó trắng, nó thô cái phần tường đấy. Thì ở bên sảnh chính của công trình đây thì nó có rất là nhiều những cái phần trang trí như là cái phần hệ cột hay là cái phần cửa sổ rồi, thì được ốp gạch thẻ, cho nên cái phần tường chúng em đã để cho nó thô cái phần tường ra để tạo nên cái sự nổi bật giữa cái màu sắc hài hòa, đó là màu chủ đạo là màu trắng và kết hợp với lại cái màu ghi. Còn ở bên hông bên trái của công trình đây thì như chị thấy đó là Kisato chúng em đã không để cái phần tường nó bị thô, mà cái phần tường được kẻ chỉ nhỏ, nhưng mà kẻ chỉ nhỏ theo cái phong cách trang trí đấy để làm sao tạo cái điểm nhấn nhá và nổi bật cho công trình anh chị nhé. Vâng, và đây là một góc nhìn từ dưới lên của công trình của nhà anh Trung. Thì với góc nhìn này anh chị có thể thấy công trình được nổi bật lên bởi cái màu sơn chủ đạo là màu trắng và kết hợp với lại cái màu trang trí chủ đạo là màu ghi, và được kết hợp với những cái đá ốp, những cái đá ốp này ở những cái chân hệ cột đấy, để tạo nên cái sự khỏe khoắn, năng động, tạo nên cái sự hiện đại và sang trọng cho công trình anh chị ạ. Vâng, góc nhìn trực diện ở hông bên trái của công trình. Đấy, anh chị có thể nhìn thấy rõ cái không gian mở của công trình. Tất cả cửa đều được làm bằng hệ nhôm kính sinh pha. Và những cái lan can đều được làm bằng lan can kính để làm sao cho cái công trình nó phải thông thoáng với nhau. Đấy, và cái phần tường anh chị có thể nhìn rõ hơn cái phần tường. Được kẻ chỉ nhỏ và được sơn, cũng là màu ghi nhẹ. Đấy, nhưng mà cái kẻ chỉ này không giống như những cái công trình khác, đó là kẻ chỉ thia chia theo cái khoảng cách bằng nhau. Mà những cái kẻ chỉ này đó là được kẻ chỉ theo cái phong cách trang trí anh nhé, anh chị nhé, theo cái phong cách trang trí hiện đại đấy ạ. Vâng, và đây là một góc nhìn từ trên xuống cái công trình. Thì với góc nhìn này anh chị có thể thấy công trình được nổi bật lên bởi cái sự sang trọng của những cái hệ mái lùn của Nhật anh chị nhé. Đấy, và với góc nhìn này anh chị có thể thấy hơn, đó là cái sảnh ban công của công trình đấy, nó rất là hiện đại. Như anh chị nhìn thấy đây, rất là hiện đại. Thì khi mà Kisato bàn giao các bộ bản vẽ này cho gia đình của nhà anh Trung thì anh Trung nói riêng và gia đình nhà anh Trung nói riêng, nói chung thì mọi người đã rất là ưng ý và hài lòng với bộ bản vẽ này. Vâng, và với góc nhìn này anh chị có thể nhìn thấy cái khoảng cách phân tầng được ốp gỗ đấy, được làm bằng gỗ đấy, đã tạo nên cái điểm nhấn nhá và nổi bật cho công trình anh chị ạ. Vâng, và một lần nữa thì anh chị hãy cùng em dừng hình điện thoại, dừng hình máy tính và tivi, cùng em ngắm lại một lần nữa cái công trình của nhà anh Trung mà được Kisato thiết kế cho anh nhé. Vâng, em xin phép quay về một cái hình ảnh trực diện của công trình. Một công trình biệt thự 2 tầng được thiết kế theo phong cách hiện đại và được nổi bật lên bởi cái màu sơn chủ đạo là màu trắng và kết hợp với lại cái hệ mái lùn của Nhật màu ghi. Vâng, thì mỗi công trình đều toát ra những cái phong cách khác nhau. Thì mỗi phong cách này đều thể hiện cái tính cách chung của gia chủ. Vâng, thì như anh chị thấy đối với công trình của nhà anh Trung thì anh Trung là con người có một cái phong cách sống rất là đơn giản nhưng mà nó rất là hiện đại và sang trọng theo thời gian anh chị nhé. Đấy, cái tính cách của anh Trung rất là đơn giản, rất là giản dị nhưng lại rất là hiện đại. Vâng, hông bên trái của công trình, góc nhìn từ trên xuống của công trình, tất cả những cái chi tiết trang trí của công trình này rất là đơn giản, nhưng anh chị càng thấy nhìn thấy những cái trang trí, những cái chi tiết nó đơn giản, nó được kết hợp nhuần nhuyễn hài hòa với nhau để dựng lên một tạo dựng lên một cái công trình hiện đại. Khi mà anh chị càng nhìn vào thì càng thấy cái sự tinh tế hiện đại nó toát ra với cái công trình này ạ. Vâng, và trước khi vào xem cái công năng cụ thể bên trong
công trình của nhánh chung thì anh chị ấy cùng em vào xem cái khuôn đất hiện trạng mà trước khi thiết kế thì Kisato đã về tận nơi để khảo sát cái khuôn viên hiện trạng khu đất và để lắng nghe những cái tâm tư nguyện vọng, những cái nhu cầu mà gia đình nhánh chung đề ra cho Kisato nhé. Vâng, thì hiện tại mạng của em nó đang hơi bị yếu một chút. Thì như anh chị thấy thì Kisato. Vâng, thì hôm đó có đội khảo sát của anh Luân của công ty cổ phần kiến trúc Kisato đã về tận nơi để khảo sát cái khuôn viên hiện trạng khu đất cho nhà anh Trung đấy ạ. Vâng, thì hiện tại công ty cổ phần kiến trúc Kisato thiết kế và thi công ở trên 63 tỉnh thành. Kisato có 5 đội khảo sát chuyên nghiệp. Từ khi mà anh chị ở mọi vùng miền của Tổ quốc đất nước ở những vùng xa xôi hẻo lánh như là Cà Mau, Mũi Né, Phan Thiết thì Kisato chúng em đều về tận nơi để khảo sát cái khuôn viên hiện trạng khu đất để lắng nghe những cái tâm tư nguyện vọng, những cái nhu cầu mà gia đình nhà anh chị đề ra cho Kisato để làm sao chúng em có thể đáp ứng được đúng cái nhu cầu nguyện vọng đó và để tạo nên cái sự hài lòng và mong muốn cho anh chị. Và cuối cùng đó là tạo ra cho anh chị một cái công trình tối ưu nhất và chất lượng tốt nhất cho anh chị ạ. Vâng, thì để em tua đến cái đoạn hiện trạng cái khu đất của nhà anh Trung nhé. Vâng, và như anh chị thấy ở trên màn hình đây thì là cái khuôn viên hiện trạng khu đất của nhà anh Trung mà Kisato chúng em đã về tận nơi để khảo sát cái khuôn viên hiện trạng khu đất cho nhà anh nhé. Vâng, thì nhà anh Trung có một cái khuôn đất thì cũng khá là rộng đấy ạ, như anh chị thấy đây. Đấy. Đất vườn anh chị nhé. Vâng, hôm đó về thì Kisato chúng em đã sử dụng cái công nghệ Flycam, đó là cái máy bay bay từ trên cao để đo quét cái hiện trạng và để khảo sát cho cái quá trình khảo sát đối với cái khuôn viên hiện trạng khu đất của nhà anh Trung. Thì bây giờ với thời đại 4.0 rồi thì em khuyên anh chị đó là cái công nghệ Flycam. Anh chị sử dụng bất kỳ dịch vụ của đơn vị nào cũng vậy. Thì cái công nghệ Flycam đó là cái tối thiểu cần có để phục vụ cho cái quá trình khảo sát thiết kế cái hiện trạng khu đất của nhà anh chị nhé. Bây giờ rất là nhiều những đơn vị vẫn đang sử dụng cái truyền thống, đó là chỉ sử dụng thước đo với lại giấy bút để vẽ lại cái khuôn viên hiện trạng khu đất thôi. Thì em xin thưa với anh chị đó là cái truyền thống này nó chỉ chiếm 1/4 cái quá trình khảo sát cái khuôn viên hiện trạng khu đất của Kisato thôi, còn lại chúng em đều sử dụng cái công nghệ Flycam, nó bay từ trên cao để nó quét tổng quát và nó lấy được tất cả những cái thông tin cần thiết phục vụ cho cái quá trình khảo sát, quá trình thiết kế đối với anh chị nhé. Và rất là nhiều những thông tin như là những cái yếu tố từ phong thủy từ trên cao mà chỉ có công nghệ Flycam nó bay trên cao nó mới đo quét được anh chị ạ. Và bây giờ rất là nhiều đơn vị cũng đã và đang sử dụng cái công nghệ đó là cái Flycam, cái máy bay bay từ trên cao để khảo sát cho anh chị. Nhưng anh chị hãy rất để ý giúp em, đó là cần phải là cái Flycam nó kém chất lượng, nó lấy sai thông tin, thì như thế nó đã ảnh hưởng đến cái bộ bản vẽ cho anh chị rồi. Thì cái bộ bản vẽ cả đời người anh chị xây nhà nó là một cái việc lớn trong cuộc đời của mỗi người. Thì cái bộ bản vẽ đó là cái đầu vào, thì khi mà anh chị đã xác định thuê sử dụng cái dịch vụ thiết kế thì cái bộ bản vẽ đó là cái rất là quan trọng, cái đầu vào để tạo ra cho anh chị một cái đầu ra là cái công trình anh chị nhé. Thì làm sao cái đầu vào nó phải chất lượng tối ưu nhất cho anh chị, nó không được bỏ bất kỳ một cái sai sót gì cho anh chị nhé. Đấy, thì như trên hình ảnh đây thì anh chị thấy thì đây là cái khuôn đất mà Kisato chúng em đã về tận nơi để khảo sát và để đo đạc cái khuôn viên hiện trạng và để lấy được tất cả những cái thông tin cần thiết nhất và chính xác nhất để phục vụ cho cái quá trình thiết kế đúng như anh Trung đấy ạ. Vâng, thì bây giờ với cái thời đại 4.0, cái công nghệ, cái khoa học tiên tiến nó phát triển thì không có lý lẽ nào đó là anh chị phải chịu thiệt thòi, đó là chỉ sử dụng cái truyền thống. Cái truyền thống bây giờ nó lỗi thời rồi, nó chỉ là một phần thôi anh chị ạ. Vậy thì anh chị hãy đặt cho mình làm sao mà đã xác định sử dụng dịch vụ thiết kế thì hãy xác định cho mình và hãy cho mình một cái quyết định để sử dụng cái dịch vụ của những cái đơn vị nào mà có cái công nghệ đi đầu trong cái lĩnh vực thiết kế và nó phát triển theo cái khoa học công nghệ tiên tiến anh chị nhé. Vâng, thì như anh chị thấy trên màn hình đây thì Kisato chúng em đã sử dụng cái công nghệ Flycam để về đo quét cái hiện trạng khu đất cho nhà anh Tiến đây. Thì nhà anh là khuôn đất, đó là khuôn đất vườn. Đấy, rất là nhiều những cây xanh đây. Đấy, thì khi đó chúng em đã tận dụng luôn cái khuôn viên cây xanh và cái khuôn đất thì rất là vuông vắn anh chị nhé, đấy để thiết kế cho gia đình của nhà anh Trung. Vâng, và bây giờ thì anh chị hãy cùng em vào xem cái công năng chi tiết ở bên trong công trình của nhà anh Trung nhé. Vâng, thì đây là cái 2D của Kisato. Hiện tại của công ty cổ phần kiến trúc Kisato, cái bộ bản vẽ cứ một trang 2D là có một trang 3D đi kèm anh chị nhé. Thì đây là cái mặt bằng 2D chứ không giống như những đơn vị khác đâu. Em xin nhấn mạnh lại đó là không giống như những đơn vị khác. Những đơn vị khác anh chị hãy rất để ý, đó là người ta
nói 2D có 3D, nhưng 3D may ra chỉ là cái công năng mặt bằng thôi ạ. Và bây giờ chúng em đã nhận được rất nhiều những cái phản hồi, những cái chia sẻ khi mà những người khác, những anh chị khác đã sử dụng cái công nghệ của những cái đơn vị khác. Đó là người ta nói 2D có 3D nhưng 3D may ra chỉ được cái công năng mặt bằng thôi. Đó là những cái chia sẻ, đó là biết Kisato muộn quá hay là đã hối hận khi mà không sử dụng dịch vụ của Kisato. Đó là rất nhiều những đơn vị người ta nói 2D có 3D nhưng 3D may ra chỉ được cái công năng mặt bằng thôi. Và cũng rất nhiều đơn vị người ta nói có 3D nhưng người ta nói đó là phải làm full cái bộ bản vẽ, đó là cả ba phần kiến trúc kết cấu điện nước, cả nội thất, cả phối cảnh sân vườn thì có mới có 3D. Đấy, anh chị hãy rất để ý đấy nhé. Thì khi mà anh chị làm việc với những cái dịch vụ đơn vị thiết kế nào thì anh chị hãy có những cái thông tin rõ ràng, làm việc rõ ràng để không phải có những cái thông tin gì mà nó bị sai lệch. Như thế thì đã ảnh hưởng cho anh chị rồi. Thì khi mà anh chị không phải trong dân xây dựng mà không phải là không biết nhiều về xây dựng mà cầm trên tay các bộ bản vẽ mà nó không có 3D thì anh chị sẽ không bao giờ biết được những cái chi tiết được thể hiện trên các bộ bản vẽ. Và như thế thì coi như là không biết gì. Khi mà anh chị những cái đội thợ nó thi công theo các bộ bản vẽ thì anh chị cũng không thể giám sát được anh chị nhé. Đấy. Vâng, thì như anh chị thấy thì đây là cái công năng 3D, cái 2D đối với cái công năng tầng 1 công trình của nhà anh Trung. Thì với tầng 1 công trình nhà anh Trung thì chiều ngang công trình được chia ra làm 4 lối trục. Từ trục 1 đến trục 2 là 3,3 m, từ trục 2 đến trục 3 là 4,2 m, từ trục 3 đến trục 4 là 2,7 m. Và tổng cái chiều ngang công trình thì là 10,2 m anh chị nhé. Và chiều sâu công trình thì được chia ra làm 3 lối trục. Từ trục A đến trục B là 4,1 m, từ trục B đến trục C là 5,59 m và tổng cái chiều sâu công trình thì là 10,5 m ạ. Vâng. Và đây là cái sảnh chính của công trình, đây thì ba bậc bước vào thì sảnh chính. Anh chị có thể thấy đây, sảnh chính thì là phòng thờ cùng phòng khách đây. Đây là khu vực phòng khách, còn phòng thờ ở bên tay trái đây nhá. Thì là phòng thờ và cùng phòng khách thì có diện tích là 33,77 m². Đấy, đi sâu từ phòng thờ và phòng khách vào thì sẽ là khu vực phòng bếp cùng phòng ăn. Thì khu vực phòng bếp cùng phòng ăn này thì có diện tích là 18,78 m², và anh chị thấy thì đây cũng là cái khu vực cầu thang đi lên luôn nhá. Vâng, và ở khu vực phòng bếp cùng phòng ăn này thì có một khu vực vệ sinh chung đây. Khu vực vệ sinh chung này có diện tích là 3,19 m². Thì đây là có một cái cửa phụ để đi ra đi vào. Đấy, thì như chị thấy đây, đây là cái sảnh để được dựng lên đấy, để đựng thay về làm cái gara ô tô anh chị nhé. Vâng, và ở tầng 1 của nhà anh Trung thì có một phòng ngủ, thì phòng ngủ số 1 có diện tích là 12,5 m². Đấy, thì tổng cụ thể cái công năng tầng 1 của nhà anh Trung đó là một khu vực phòng khách cộng phòng thờ, một phòng ngủ, một khu vực phòng bếp cộng phòng ăn và một khu vực nhà vệ sinh chung đấy. Thì khi mà ở đây thì nó có một cái cửa đây, khi mà anh chị ở bên ngoài mà muốn đi vào để đi vệ sinh thì anh chị không cần phải đi thẳng đi qua phòng khách hay là đi qua cái không gian trong của công trình, mà anh chị có thể đi trực tiếp của cái cửa phụ này đi vào anh chị nhé, rất là thuận tiện đấy ạ. Vâng, và bây giờ thì anh chị hãy cùng em vào xem cụ thể cái công năng 3D đối với công trình của nhà anh Trung nhé. Vâng, thì trên màn hình anh chị thấy đây là cái 3D của Kisato đã dựng lên đối với nhà anh Trung. Thì 3D của Kisato chúng em có thể zoom to để nhìn từng cái chi tiết, anh chị thấy chi tiết đấy ạ, zoom nhỏ đấy và xoay từng góc độ. Thì đây là hông bên trái của công trình anh chị nhé, xoay từng góc độ đấy, nó rất là chi tiết và cụ thể. Thì khi mà anh chị không phải trong dân xây dựng mà không biết nhiều về xây dựng mà cầm trên tay cái bộ bản vẽ Kisato, em xin nhấn mạnh lại, đó là cái bộ bản vẽ Kisato cứ một trang 2D là có một trang 3D anh chị nhé. Thì lát nữa em sẽ review một cái bộ bản vẽ bất kỳ do Kisato thiết kế, thì anh chị hãy cứ so sánh thực tế và trực tiếp so với những đơn vị khác thì anh chị sẽ thấy nó khác xa hoàn toàn. Cái chất lượng của bộ bản vẽ nó cũng khác xa hoàn toàn luôn đấy, từ những cái chi tiết nhỏ nhặt đều được Kisato chúng em thể hiện tất cả trên cái bộ bản vẽ, cứ một trang 2D là có một trang 3D đi kèm đấy, anh chị hãy cứ so sánh thực tế anh chị nhé. Vâng, thì đây là cái công năng 3D được Kisato dựng lên đối với cái công năng công trình của nhà anh Trung. Thì như chị thấy đây, đây là ba bậc bước vào đấy, khu vực phòng khách cộng phòng thờ đấy, phòng khách phòng thờ đấy anh chị nhé. Đấy, vâng, em xin phép xoay từ trên xuống dưới để anh chị có thể nhìn rõ hơn, hình như nó bị quá dốc rồi. Vâng, phòng khách cộng phòng thờ. Và đi sâu vào, như anh chị thấy đây đã dựng lên một cái hệ lam để ngăn cách giữa phòng bếp cộng phòng ăn. À, phòng bếp cộng phòng ăn so với phòng khách đây. Thì đây là khu vực nấu nướng và ăn uống, đây là khu vực phòng ngủ số 1. Và đây là khu vực cầu thang đi lên tầng 2 anh chị nhé. Thì em sẽ xoay cho cái độ dốc để anh chị có thể nhìn thấy hơn. Và ở tầng 1 đây thì có một khu vực nhà vệ sinh, thì được tách riêng giữa nhà tắm và nhà vệ sinh. Đấy, thì đây là bồn tắm đứng anh chị ạ. Vâng, và đây là một cái sảnh để đựng cái gara ô tô anh chị nhé, để dùng đựng cái ô tô. Và đây là một cái cửa để đi ra đi vào cái khu vực phòng bếp của phòng ăn. Vâng, bây giờ thì anh chị cùng em vào xem cụ thể cái công năng tầng 2 đối với công trình của nhà anh Trung nhé. Thì đây là mặt bằng kiến trúc tầng 2. Đấy, đây là cái 2D thôi.
Thì như chị thấy đây, đây là cái ban công. Thì đây là cái cầu thang đi lên. Từ đây là cái cầu thang đi lên tầng 2. Thì ở trên tầng 2 của nhà anh Trung thì có thêm hai phòng ngủ. Đây đây, phòng ngủ số 2 có diện tích là 12,5 m2. Phòng ngủ số 3 có diện tích là 15,25 m2 anh chị nhá. Và ở trên tầng 2 thì có sử dụng một cái phòng để chứa đồ. Thì như chị thấy thì khi mà mùa đông chúng ta có những cái chăn đệm hay là tất cả những cái đồ đạc gì thì anh chị có thể cho vào cái phòng để đồ đây. Đấy. Nó rất là gọn ghẽ cho anh chị. Đấy, và đây là thì ở trên tầng 2 này cũng có một cái khu vực nhà vệ sinh chung. Đấy thì khu vực nhà vệ sinh là có diện tích là 3,26 mét vuông. Như chị thấy đây thì là cái khu vực giặt phơi phóng và khu vực nhà vệ sinh nhá. Thì đây là cái sân phơi để phục vụ cho cái sinh hoạt phơi phóng cho gia đình của nhà anh Trung đấy ạ. Thì ở trên công năng tầng 2 thì cụ thể là có hai phòng ngủ số 2, phòng ngủ số 3, một phòng để đồ, một khu vực sân chơi. Đấy và một khu vực giặt phơi và một khu vực nhà vệ sinh chung anh chị nhá. Thì đây là cái ban công ở trên tầng 2. Vâng, và bây giờ thì anh chị hãy cùng em vào xem cụ thể cái công năng 3D của cái công năng tầng 2 để anh chị có thể hình dung nó rõ hơn. Vâng, và như anh chị thấy ở trên màn hình đây thì là cái công năng 3D ở trên cái tầng 2 mà Kisato chúng em đã dựng lên nhá. Thì em sẽ xoay cái góc này thì anh chị sẽ dễ hình dung ra hơn. Đấy, anh chị thấy chưa? Ở dưới đây là cái tầng 1 và trên này là cái tầng 2. Thì đây là góc nhìn từ trên xuống dưới anh chị nhá. Thì để anh chị có thể nhìn thấy rõ hơn cái công năng công trình của nhà anh Trung. Đấy. Vâng, anh chị nhìn thấy rõ chưa ạ? Thì đây là tầng 2 bước lên anh chị nhá. Thì ở đây là phòng ngủ số 2, phòng ngủ số 3, đây phòng ngủ số 3, phòng ngủ master đây. Đấy. Ở ngay cái ban công, view rất là đẹp. Đây là cái phòng để chứa đồ anh nhá, anh chị nhá, chứa đồ. Vâng, và đây là cái sân chơi, cái sân chơi. Và anh chị có thể thấy thì đây là cái khu vực để phơi phóng hay là cái khu vực nhà vệ sinh chung ở trên tầng 2 đấy ạ. Đấy, nó rất là chi tiết rồi. Thì sẽ phơi phóng ở cái khu vực này. Vâng, bây giờ thì em sẽ review lên một cái bộ bản vẽ bất kỳ do Kisato thiết kế để anh chị hãy cứ so sánh thực tế để biết được cái sự để biết được cái chất lượng đối với Kisato và biết được cái sự khác biệt phân biệt được cái sự khác biệt rõ rệt đối với những cái đơn vị khác anh chị nhé. Đấy thì chúng em đã làm sao, chúng em đã phải làm đẹp từ tâm đấy, chúng em làm đẹp từ tâm, chúng em đặt đúng vị trí của mình và vị trí của anh chị để làm sao tạo nên một cái bộ bản vẽ hoàn hảo nhất đấy, để làm sao vào đúng cái tâm lý của anh chị khi mà mình không phải trong dân xây dựng mà không biết nhiều về xây dựng, cầm trên tay cái bộ bản vẽ thì anh chị sẽ có cảm nhận như thế nào và anh chị sẽ phải biết sẽ biết được tất cả những cái chi tiết từ những cái nhỏ nhặt đến những cái lớn được Kisato chúng em thể hiện ở trên cái bộ bản vẽ và để làm sao anh chị cầm trên tay cái bộ bản vẽ có thể giám sát được cái đội thợ thi công anh chị nhé. Vâng ạ, và đây là một cái bộ bản vẽ bất kỳ mà do Kisato đã thiết kế đây thì em sẽ review làm một cái bộ bản vẽ mẫu để anh chị thấy nó chi tiết và nó cụ thể như thế nào. Thì ngay cái trang đầu tiên đấy đã thấy sự khác biệt so với những cái đơn vị khác anh chị nhé. Thì chúng em đã sử dụng cái công năng thiết kế đặt vào đúng cái hiện trạng của khu đất, đúng cái khuôn viên hiện trạng của khu đất. Thì khi mà anh chị không phải là trong dân xây dựng mà không biết gì về xây dựng thì anh chị nhìn cái hình ảnh này, anh chị cũng có thể biết rõ được cái hướng nhà của mình và cái công năng của mình khi mà đặt đúng vào cái khuôn đất này. Và anh chị có thể thấy rõ cái móng nhà của mình khi mà thiết kế theo cái bộ bản vẽ anh chị nhá. Thì cái này chúng em gọi là mặt bằng định vị. Vâng, đã khác biệt hẳn so với những cái đơn vị khác, như đơn vị khác thì làm gì có cái ảnh mặt bằng định vị này anh chị, đúng không ạ? Thì cái này thì làm sao chúng em có thể tạo ra một cái bộ bản vẽ hoàn hảo từ A đến Z như thế này? Đó là chúng em đã đặt đúng vị trí của mình và vị trí của khách hàng. Chúng em làm đẹp từ tâm, làm đẹp từ tâm với chúng em đặt đúng vị trí của mình và vị trí của khách hàng. Làm sao để khi chúng em nghĩ rằng khi mà mình không phải trong dân xây dựng mà không biết gì về xây dựng, làm sao mà để cầm trên tay cái bộ bản vẽ này có thể biết được cụ thể cái công năng, những cái bố cục và những cái chi tiết mà được thể hiện trên cái bộ bản vẽ, và làm sao mà cầm trên tay cái bộ bản vẽ có thể giám sát được những cái đội thợ thi công đang thi công trong quá trình mà làm theo cái bộ bản vẽ này anh chị nhé. Đấy thì chúng em đã thể hiện tất cả trên cái bộ bản vẽ này từ A đến Z, cứ 2D là sẽ có một trang 3D anh chị ạ. Làm sao mà để cái 3D này để anh chị không phải trong dân xây dựng, anh chị có thể hình dung ra rõ ràng và có thể biết được cụ thể những cái bố cục, những cái chi tiết được thể hiện ở trong cái bộ bản vẽ. Đấy, như anh chị thấy đây, mà bằng kiến trúc tầng 1 2D, 3D, tầng áp mái 2D, 3D, diềm mái 2D, 3D, mà bằng bố trí xà gồ anh chị nhé, 2D, 3D đấy. Cứ một trang 2D là có một trang 3D đi kèm anh chị ạ. Chúng em làm sao mà chúng em tạo cho anh chị một cái chi tiết, một cái chi tiết và một cái cụ thể nhất anh chị nhé. Để làm sao mà em nhấn mạnh lại một điều nữa là khi mà anh chị không phải trong dân xây dựng, không biết gì về xây dựng, anh chị đừng bao giờ lo lắng về điều đó. Chúng em luôn song hành, luôn đồng hành cùng anh chị. Và để làm sao mà tạo cho anh chị một cái công trình tối ưu nhất và chất lượng nhất cho anh chị. Như anh chị thấy đây, nó rất là cụ thể. Ngay cả những cái cột đây, 2D, 3D, đấy. Mặt dọc, mặt cắt dọc của cột, 2D, 3D, anh chị đã thấy chưa? Nó rất là chi tiết, cứ 2D là có 3D đi kèm.
Đấy, chứ không giống như những đơn vị khác người ta nói 2D có 3D đi kèm, nhưng em đảm bảo với anh chị một điều rằng cái 3D của người ta may ra chỉ được cái công năng mặt bằng thôi. Đây cửa đây. 2D, 3D, anh chị thấy chưa ạ? Đấy, anh chị đừng lo lắng khi mình không phải là trong dân xây dựng mà không biết gì về xây dựng, thì tất cả chúng em những cái chi tiết chúng em thể hiện trên cái bộ bản vẽ này thì anh chị đều có thể xem được, đều có thể xem được và đều có thể biết được từng cái thông tin cụ thể chi tiết mà khi mà Kisato chúng em đã thể hiện trên cái bộ bản vẽ này. Và để làm sao mà những cái đội thợ thi công làm theo cái bộ bản vẽ này mà anh chị cầm trên tay cái bộ bản vẽ của Kisato thì anh chị có thể giám sát được theo cái bản vẽ này anh chị nhé. Vâng, và một lần nữa thì anh chị hãy cùng em dừng hình điện thoại, dừng hình máy tính và tivi, cùng em ngắm lại một lần nữa về công trình của nhà anh Trung nhé. Vâng, một công trình biệt thự 2 tầng để thiết kế theo phong cách hiện đại. Tất cả những chi tiết đều không quá cầu kỳ cầu cách, không có bất kỳ một cái chi tiết nào quá là cầu kỳ. Tất cả đều được đơn giản, nhưng mà những cái sự đơn giản nó được kết hợp với nhau để tạo nên cái sự hài hòa, để tạo nên một cái phong cách hiện đại anh chị ạ. Vâng, hiện tại thì công ty cổ phần kiến trúc Kisato thiết kế và thi công ở trên 63 tỉnh thành. Kisato chúng em có 5 đội khảo sát chuyên nghiệp. Thì anh chị ở bất kỳ những cái vùng miền xa xôi, tất cả những cái vùng miền nào trên tổ quốc đất nước, thì khi mà sử dụng dịch vụ của Kisato thì chúng em đều về tận nơi để khảo sát cái khuôn viên hiện trạng khu đất và để lắng nghe những cái tâm tư nguyện vọng, những cái nhu cầu mà gia đình nhà anh chị đề ra cho Kisato, để làm sao chúng em có thể đáp ứng được tất cả những cái nhu cầu nguyện vọng của anh chị, và cuối cùng là tạo cho anh chị một cái công trình tối ưu nhất và chất lượng tốt nhất cho anh chị nhé. Vâng, và để tạo ra cái bộ bản vẽ này, cứ một trang 2D là có một trang 3D. Em xin nhấn mạnh lại, đó là cứ một trang 2D là có một trang 3D. Và em đảm bảo với anh chị một điều rằng những cái đơn vị khác người ta nói 2D có 3D, nhưng 3D mới ra chỉ được cái công năng mặt bằng thôi anh chị ạ. Còn đối với Kisato, cứ một trang 2D là có một trang 3D. Và em xin nói lại, đó là khi mà anh chị cầm trên tay cái bộ bản vẽ của Kisato, anh chị có thể biết được, hình dung ra được cái công trình của mình và biết được những cái bố cục, những cái chi tiết ở bên trong cái công trình của mình. Và để cuối cùng, đó là cầm trên tay cái bộ bản vẽ, đọc hiểu được cái bộ bản vẽ và có thể giám sát được cái đội thợ thi công khi mà trong quá trình thi công cái bộ bản vẽ anh chị nhé. Vâng, và đối với Kisato để tạo nên một cái bộ bản vẽ hoàn hảo như thế này, đó là chúng em dùng tâm huyết của mình để tạo ra cái bộ bản vẽ hoàn hảo cho anh chị đấy, để làm sao phục vụ cho anh chị từ A đến Z luôn, từ trong cái quá trình thông phương án với anh chị cho đến cái quá trình mà anh chị làm việc và cho đến cái quá trình mà anh chị thi công, chúng em luôn song hành, luôn đồng hành cùng anh chị nhé. Và để tạo ra một cái bộ bản vẽ này thì chúng em phải mất hơn 300 giờ với 10 bộ phận chuyên môn liên kết với nhau, sử dụng cùng một cái công nghệ gọi là công nghệ BIM. Cái công nghệ BIM, công nghệ đi đầu trong lĩnh vực thiết kế của ngành xây dựng anh chị ạ. Và bây giờ cái công nghệ này rất 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 ít những cái đơn vị có thể sử dụng được cái công nghệ này anh chị nhé, vì cái công nghệ này là cái công nghệ mới nhất trong cái lĩnh vực thiết kế của ngành xây dựng ở trên đất nước này, trên cái đất nước Việt Nam này, thì sử dụng được cái công nghệ này để thiết kế thì những cái công ty xây dựng có thể đếm 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 được trên đầu ngón tay thôi anh chị ạ. Đấy, rất rất ít những cái đơn vị có thể sử dụng được cái công nghệ này anh chị ạ. Còn đối với Kisato thì chúng em để tạo nên cái bộ bản vẽ thì có 10 bộ phận chuyên môn liên kết với nhau, sử dụng cùng một cái công nghệ gọi là công nghệ BIM, cái công nghệ đi đầu trong lĩnh vực xây dựng anh chị nhé. Để làm sao những cái thuận tiện cho anh chị có thể hình dung được rõ như thế này: trong cái công trình này mà anh chị muốn thay đổi bất kỳ những cái chi tiết nhỏ nào, hay là những cái công năng, hay là những cái cột, hay là những cái chi tiết bất kỳ nào đấy trong cái bộ bản vẽ, thì đối với 10 bộ phận chuyên môn liên kết với nhau và sử dụng cùng một cái công nghệ, đó là khi mà một bộ phận thay đổi thì tự động những 10 cái bộ phận, những cái bộ phận tiếp theo liên kết với nhau và thay đổi giống như một dây chuyền. Thì như thế đã là nó rất là chắc chắn, nó rất chi tiết cho anh chị rồi, sẽ không bỏ sót bất kỳ một cái sai sót nào trong cái bộ bản vẽ này anh chị nhé. Đối với những cái đơn vị khác thì chỉ có một vài người đã tạo nên cái bộ bản vẽ cho anh chị rồi và không sử dụng cùng một công nghệ, hay là không sử dụng cái công nghệ BIM này đấy, thì làm sao thì rất dễ bỏ những cái sai sót trong cái bộ bản vẽ này đấy, thì làm sao anh chị phải tự trải nghiệm vào thì anh chị mới biết được. Thì làm sao mà cả đời người thì anh chị mới dùng, mới xây nhà, nó là một việc lớn trong đời người mỗi người. Đấy, anh chị hãy cho mình một cái quyết định đúng đắn, một cái quyết định chính xác để sử dụng dịch vụ của cái đơn vị nào mà sử dụng cái công nghệ tiên tiến, công nghệ khoa học đi đầu trong lĩnh vực thiết kế để tạo cho anh chị một cái bộ bản vẽ tối ưu nhất và chất lượng tốt nhất cho anh chị ạ. Vâng, hiện tại thì công ty cổ phần kiến trúc Kisato có 2 showroom của 2 mẫu nhà thực tế, thì trong này chúng em đã trưng bày tất cả những cái vật tư vật liệu như là sơn, ngói, cửa, điện năng mặt trời, bóng đèn, máy lọc nước trung tâm, hay là rất nhiều, rất rất là nhiều những cái vật tư vật liệu để tạo cho anh chị từ thiết kế cho đến thi công lên một cái công trình hoàn hảo anh chị nhé. Thì trong đó thì hiện tại thì Kisato chúng em có những cái mối liên hệ chặt chẽ, có những cái quan hệ mật thiết đối với những cái xưởng sản xuất nguyên vật liệu xây dựng, những cái công ty lớn sản xuất nguyên vật liệu xây dựng, để làm sao để cung cấp cho anh chị những cái thông tin cần thiết nhất và chính xác nhất và hữu ích nhất để phục vụ cho anh chị trong cái quá trình mà anh chị thi công công trình anh chị ạ. Vâng, và showroom thứ nhất là ở khu đô thị Thanh Nhàn Hà Đông Hà Nội, showroom thứ hai là khu đô thị Park Riverside quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Thì em mong muốn rằng anh chị hãy có những cái trải nghiệm, đó là đi
qua showroom thì hãy ghé thăm hay là hãy bỏ một chút thời gian để đến trực tiếp showroom của công ty. Thì trong này vừa là showroom để trưng bày những cái mẫu vật tư vật liệu, vừa là một cái ngôi nhà thông minh anh chị nhé, để cho anh chị trải nghiệm về một cái ngôi nhà thông minh, về một cái trải nghiệm thực tế anh chị ạ. Vâng, và để biết nhiều hơn thông tin chi tiết về Kisato thì anh chị hãy vào website kisato.vn, thì trong này chúng em đã cho tất cả những cái thông tin, những cái thông tin lên. Như chị thấy hồ sơ năng lực của công ty. Đấy thì hồ sơ năng lực của công ty này chị sẽ vào trang web, vào YouTube Kisato và vào trang chủ, thì anh chị có thể thấy đây. Kiến trúc Kisato được đài truyền hình VTV3 đưa tin về công nghệ thiết kế mới nhất kèm trải nghiệm thực tế anh chị nhé. Vâng, và ngoài dịch vụ thiết kế nhà trọn gói thì chúng em còn nhận riêng dịch vụ thiết kế nội thất. Ngoài dịch vụ sơn nhà trọn gói, ngoài dịch vụ thi công nhà trọn gói thì chúng em còn nhận riêng thi công về tử đường, thi công trọn gói về hệ mái, thi công trọn gói sân vườn, đắp ép phù điêu hoa vân, thi công cổng nhôm đúc và dịch vụ sơn nhà trọn gói anh chị nhé. Vâng, về dịch vụ thiết kế nhà hiện tại Kisato chúng em đang có 10 bước phụ của vàng cho anh chị đấy ạ. Vâng, mạng nó hơi kém một chút. Thì bước số 1 đây là bộ phận khảo sát, bước 2 bộ phận phong thủy, bước 3 bộ phận kiến trúc, bước 4 kết cấu, bước 5 điện, bước 6 nước, bước 7 bộ phận dự toán, bước 8 bộ phận ảnh 3D, bước 9 review video và bước 10 là bộ phận giám sát quyền tác giả. Vâng, và chị đừng quên vào website mẫu biệt thự đẹp.net để tham khảo rất rất là nhiều những cái mẫu biệt thự mang nhiều phong cách khác nhau. Như chị thấy đây, mẫu biệt thự hiện đại, mẫu biệt thự tân cổ và mẫu biệt thự được đan xen hai phong cách này cũng có, và mẫu nhà ống. Vâng, và để làm sao mà cho anh chị những cái ý tưởng về những cái mẫu nhà đẹp cho của riêng mình anh chị nhé. Vâng, và xin chào và hẹn lại anh chị ở những cái video chia sẻ nhà đẹp tiếp theo của công ty cổ phần kiến trúc Kisato ạ.